Không biết ở đây có bạn nào như mình không? Để mà trước khi lựa chọn một chiếc máy cũ ấy, thì cái mà mình quan tâm đầu tiên đó chính là về vấn đề hiệu năng. Bởi vì là con trai mà, thường xuyên chơi game trên điện thoại cũng là một điều dễ hiểu. Thì qua con máy này ấy, qua trải nghiệm 1-2 ngày thì chiếc máy này nó đánh gục mình hoàn toàn luôn. Nó không phải là một con máy của nhà sàm được trang bị một con chip cây nhà lá vườn là Exynos hay là Exynos 990 được trang bị trên bản chính hãng, mà sẽ là một con chip đến từ nhà Qualcomm. Con chip này đến bây giờ hiệu năng của nó vẫn còn rất là đáng gờm. Đó chính là con chip Snapdragon 865. Thì đối với con chip này thì nó đã được so sánh nhiều nhất với hai dòng máy của iPhone. Đó chính là con A13 được trang bị trên iPhone 11 hoặc là con A14 được trang bị trên iPhone 12. Thì riêng về mặt điểm số không thôi nhá, thì cái con 865 này nó đánh bật hoàn toàn hai con chip kể trên kia luôn. Về các tác vụ thì đi kèm với màn hình 120Hz nữa thì đúng thật là nó vượt khỏi bàn luôn. Nó không hề có tình trạng gọi là đơ lag hay là vào app delay, các tác vụ rất là mượt mà. Hay là chúng ta dùng máy để chơi game ấy, thì nó cũng không hề bị giảm sáng hoặc là bị rốc FPS như là các con máy kia. Hoặc là có thể nhiều bạn bảo với mình là với giá này chúng ta có sức mua được những con máy có Snap 870 khỏe hơn hẳn. Thì cái này nó đúng hoàn toàn luôn. Tất nhiên là có chip mới hơn thì nó phải khỏe hơn rồi. Thì cái con Snap 865 này nó không thể là khỏe bằng con 870 được. Nó thua cả về phần kiểm soát nhiệt độ lẫn phần hiệu năng, con 870 nó sẽ mát hơn. Nhưng mà sự chênh lệch của nó sẽ không có nhiều đâu nhá. Như kiểu là nhiệt độ thì con kia là khoảng tầm 44 độ, thì con này nó khoảng tầm là 45 độ chẳng hạn. Đó, nó chỉ 1-2 độ thôi. Cho nên là để mà các bạn nhận ra được sự khác biệt giữa hai con chip này thì các bạn phải trải qua rất nhiều bài test, phải sử dụng rất là lâu dài thì nó mới rõ được cái sự chênh lệch giữa hai con chip này. Chứ còn khi mà sử dụng thực tế thì các trải nghiệm sử dụng nó vẫn rất là ổn. Các bạn vẫn có thể để ở mức setting trung bình, mặc dù là bây giờ game các trò chơi như là tốc chiến PUBG hay là Liên Quân ấy thì nó càng ngày càng lạng hơn rồi, nó cũng đòi hỏi máy cấu hình nó phải cao hơn. Nhưng mà con máy này ấy, thì nó vẫn duy trì được ở mức là 60fps rất là ổn định, nó vẫn chơi game rất là tốt. Qua đến một điểm mà con S20FE này nó rất được người dùng tín nhiệm là bởi vì nó đang sở hữu một cái màn hình tuyệt đẹp, mặc dù là có thể là cái viền trên viền dưới này nó hơi dày một chút, nhưng mà theo như mình thấy thì nó không hề gây cho mình cái cảm giác khó chịu hay là chướng mắt như là các dòng điện thoại giá rẻ khác cùng tầm giá. Chiếc máy này thì nó sẽ có kích thước màn hình là 6.5 inch, tấm nền Super AMOLED và tần số quét của màn hình như mình nói bên trên ấy là 120Hz. 120Hz với một con máy 5 triệu thì thật đúng là không tưởng luôn. Còn một điều này nữa là con này nó lại không có màn 2K, nó chỉ là Full HD Plus thôi, nhưng bù lại nó sẽ có một cái mật độ điểm ảnh khá tốt là 407 ppi, cho nên là nó cũng đủ sắc nét để mà lịnh mắt người dùng rồi. Và có một cái điểm nữa là mình rất thích cái màn AMOLED này hơn màn LCD, đó chính là công nghệ màn hình này, nó sẽ giúp phần nào tiết kiệm pin hơn. Khi mà hiển thị một cái thước phim nào nhiều màu đen ấy thì nó sẽ chỉ bật lên những cái điểm ảnh cần thiết thôi, nó sẽ tắt những cái điểm ảnh không cần thiết đi. Đấy là lý do tại sao người ta chuộng AMOLED hơn LCD bây giờ. Và đây cũng là một cái màn hình có độ sáng cao, nó lên tới 1200 nit, và với độ sáng này thì chúng ta thoải mái sử dụng ở ngoài trời, dù là ánh nắng mặt trời nó có chiếu thẳng vào màn hình của chúng ta như thế nào đi chăng nữa. Và ngoài những điểm bên trên ra thì đây cũng là một chiếc máy có một camera cực tốt ở trong tầm giá 5 triệu. Trong tầm giá này thì chúng ta sẽ rất ít lựa chọn, để mà chọn một chiếc máy có khả năng chụp tốt ấy thì con này chắc chắn là các bạn không nên bỏ qua. Những bức ảnh mà mình chụp được ở điều kiện đủ sáng ấy thì tổng thể hình ảnh nó sẽ sáng hơn, nó trông rất là đẹp. Và con này cũng được trang bị tính năng chống rung OIS, cho nên để mà sử dụng quay phim hay chụp ảnh ấy thì nó cũng hỗ trợ được rất nhiều. Nó giảm thiểu được khả năng ảnh bị mờ hay là bị nhiễu. Chụp DMM này thì lại không được tốt cho lắm. Về phần màu sắc thì trông có vẻ là ok, nhưng mà về chi tiết máy thì lại không được rõ nét, hay là hình ảnh nó khá là bị mờ, nó không được tươi tắn, nó cảm giác nó như là nhỉ, các bạn nhìn hình ảnh ấy nó hơi bị bợt màu ấy. Nhưng mà riêng về chế độ chụp selfie thì lại làm đẹp da cực kỳ mịn màng. Màu sắc của nó cũng được làm đậm màu hơn, trong hình ảnh nó rất là khỏe khoắn, nó không bị nhờ nhờ màu. Không những thế thì máy này còn có thể quay được tận là 4K 60fps, trong khi thì con A54 mới ra mắt gần đây này tầm giá gần 8 triệu ấy mà nó chỉ quay được 4K 30 thôi. Cho nên là nếu mà anh em nào cần mua một chiếc máy có camera đủ tốt để mà quay phim quay vlog ấy, thì đây quả là một lựa chọn quá là tuyệt vời rồi. Còn một điểm nữa là pin con này nó cũng rất là trâu, khi mà nó có một viên pin lên tới là 4.000 năm, nó không phải là 5.000, nhưng mà 4.000 năm như mình thấy là nó quá đủ rồi. Nó đủ để mà các bạn sử dụng nguyên một ngày mà không cần phải sạc. Cái mà kể cả là có phải sạc cái chăng nữa thì con này cũng có sạc nhanh là 25W, thì loanh quanh mọi người sẽ chỉ mất khoảng tầm hơn 1 tiếng là có thể sạc đầy được cái này rồi. Mà nó còn có cả là công nghệ sạc không dây là 15W và sạc ngược là 4.5W cơ. Mà con này nó cũng kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP68 nha. Cho nên là nhìn chung hình như mình thấy là con này ngoài cái chuyện là nó ra mắt lâu ra ấy, thì nó vẫn đang sở hữu rất nhiều công nghệ mà đến bây giờ các dòng flagship mới nhất cũng đang được trang bị. Nó là một con máy có hiệu năng tốt, một con máy có khả năng chụp ảnh cực đẹp,
Và kể cả là về hệ điều hành đi nữa thì máy này nó đang được trang bị là Android 13 đi kèm với One UI 5. Thì đấy, nó sơ qua thế thôi là anh em cũng hiểu đúng không? Con này mua về có thể sử dụng ít nhất là 3 năm nữa thì vẫn có thể là cập nhật hệ điều hành mới nhất là hoàn toàn bình thường. Đó là những cái điều mà mình muốn nói về con Galaxy S20 FE này. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Nó có phải là best nhất trong tổng khúc 25 triệu hay không? Cho mình biết ở bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Tạm biệt anh em.